Anh chọn được dòng nào chứ ạ? Em muốn mua loại này. Nhưng mà chị cho em hỏi là có cái loại nào nó nhỏ hơn không? Dạ, cái dòng này thì bên em không có cái size nhỏ, nhưng mà bên em có chiếc ra 10mm để cho mình có thể trải nghiệm thử. À, có chiếc ra hả chị? Vậy chị chiếc giùm em nha. Dạ, vậy em mời anh qua bên kia, em dạ. sẽ chiếc cho mình nhé. Dạ, để em sẽ chiếc cúc hoa này cho mình ạ. Mình chiếc có tốn nhiều thời gian không chị? Dạ không ạ, bởi vì em sử dụng ốc xy lanh nè, và bên cạnh đó thì em sử dụng cái chai 10mm cho mình ha. Rồi sau đó thì em sẽ bỏ vào cái chai bên này. Dạ. Ủa nhưng mà chị ơi, nếu mà mình chiết như vậy á, thì cái nước hoa nó còn có giữ cái được mùi hương lâu không? Khi mà mình chiết như vậy á, thì nó nằm trong cái ống xy lanh, nó sẽ không có tiếp xúc với không khí, nên là cái độ mùi hương và cái độ lưu hương nó giữ rất là tốt. Tuy nhiên chỉ có một cái điều, đó chính là cái chai nước hoa chiết này thì cái độ thủy tinh của nó sẽ không tốt bằng cái chai của hàng chính hãng. Chính vì vậy ở đây thì mình chỉ sử dụng được tầm khoảng 6 tháng thôi, thì sau đó thì cái mùi hương của nó không còn được như ban đầu nữa. Còn đối với những cái chai nước hoa hàng chính hãng á, thì mình có thể bảo quản và sử dụng từ 3 cho đến 10 năm vẫn ok. Đây nó cũng sẽ là một cái dạng xịt á, để mà mình có thể sử dụng được. Dạ em gửi anh ạ. Tiện lợi quá ha. Cái này mình có thể đi làm, đi chơi, mình có thể bỏ vào túi xách. Vậy à, em mua thêm vài chai nữa chị chiết cho em luôn nha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ.